Để mạnh ứng dụng công nghệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, không chỉ góp phần tăng năng suất chất lượng và giá trị sản phẩm, mà còn là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang phải tái cơ cấu lại. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ máy móc, vật tư, thiết bị cho sản xuất nông nghiệp, cho nông dân, hợp tác xã trên địa bàn. Năm 2023 đến nay, thông qua các mô hình dự án, nhiều thiết bị, máy móc được ngành chức năng Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ cho hợp tác xã doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề, góp phần đẩy mạnh quá trình cơ giới hóa. Dự kiến trong năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục thẩm định, hỗ trợ tối thiểu 5 mô hình dự án, kế hoạch liên kết cấp tỉnh, tiếp tục hỗ trợ 8 mô hình dự án, kế hoạch liên kết đã thẩm định trong các năm trước và có phân kỳ kinh phí trong năm 2024 sau hỗ trợ ngành nông nghiệp sẽ tổ chức các đợt kiểm tra giám sát nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chương trình dự án tại các huyện thị xã thành phố